Thực sự là cô bác đã rành đường, xin thông cảm. Những cái lần đi đầu tiên thì nó rất là khó khăn, thành ra mình phải nói tới nói luôn rất là nhiều. Hy vọng là sẽ giúp ích được cô bác phần nào thôi. Cái cầu mà có cái bạn để chơi rồi vậy là chắc là mình sẽ tiếp tục đi vào bên trong. Rồi, dinh quan thẻ số 1. Cái ông cây đó, ông nói cái cây này cái kia chứ không phải cái đó là ông thẻ số 1. Dạ. Ông nội ông quảng hồn quỳ xuống đi, ông bé quy bạch với thầy ha. Phía dưới chân của cái bàn thông thiên, tức là ông thẻ, mình sẽ nhìn sơ một lần nữa. Có người trong nhà. Cô ơi, cô cho con hỏi cái đường này đi vô ông thẻ phải không cô? Dạ, tới cái cầu đằng trước hả cô ha? Mà trước cái chân cầu là mình đã quẹo trái rồi, chứ đừng có chạy qua cầu ha, chạy qua cầu là trật đường. Giờ lúc này mình sẽ vào bên trong tham quan cái dinh ông thẻ số 2 này. Trên mình sẽ thấy một cái tấm biển ghi cái dòng chữ ông thẻ, phía bên trong cái lồng kính tức là ông thẻ. Chú quay người lên đầu chú. YouTube Thuận Điền CT. Thuận Điền CT viết liền không giấu. Bốn bên là đồi núi chập trùng như mình thấy nè. Đồi núi chập trùng hết. Đó, sau cái chuyến hành trình mà đi lạc tới lạc lui từ là bước băng rừng băng ruộng rồi, cuối cùng mình cũng đã gần tới cái ông thẻ số 3 rồi. Mình đã đến cái chùa Bồng Lai, hay gọi là cái địa điểm cái ông thẻ thứ 3 ở giữa có quán giải đỏ, tức là ông thẻ ở đây mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi. Dạ, vậy là mình chiên nấu ở đây là có bao nhiêu thợ nấu lần cô ha? Có mình tôi. Có mình có à. Quay cái đoạn này quá là đẹp luôn. Của đền thờ Quảng Cơ Trần Văn Thành, tức là cái chỗ cái địa điểm ông thẻ số 4, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Thời quan sơ mà chưa có người lui tới nó có rồi, nó còn quan sơ. Như vậy là không phải là Đức Cố Quảng đến đây lập cái gò này, mà cái gò này có sẵn. Có sẵn kiếm. Cái thanh kiếm cổ đó phải không chú? Yeah. Vậy là cô bác đem cúng ở đây. Đem cúng ở đây. Và bên đây chú? Cái tượng gỗ con trâu. Hình con trâu. 18 kg hồi mới đem về. Hình của bốn ông rồng ở bốn góc. Và ông thẻ là nằm ở cái khu vực này. Vậy là nhà bác ở gần đây không? Nhà tôi ở xa lắm. Ở xa. Cái biệt thứ khoảng nhà. Dạ, 100-200 người không ạ? 100-200 người, có trên nữa. Có trên nữa hả? Như vậy là cô bác đến bất ngờ thì mình cũng có cơm sẵn luôn. Vậy là rất là quý. Giờ ở đây là ăn miễn phí mà phải không con ha? Ăn miễn phí. Đường chạy đi tới đây thật sự rất là xa. Khoảng nửa ngày đường đó là đúng rồi. Điểm đến của bạn nằm ở bên trái. Bên trái. Vậy là mình đi hốt à? Còn chích hay gì nó kêu ở trong nữa. Mình nghe tiếng kêu không ta? Cái máy của mình có thu được tiếng chim không? Mình rẽ phải. Rồi, con cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ. Dạ, cũng nói là cây cờ. Thì sau này khi đến thời kỳ rồi đó, cây cờ đã dựng lên. Thì cái cây cờ đó là cắm lên thì là có cái lá phướng. Lá phướng là cao, không biết chừng nào, nhưng mà cái lá phướng nó cắm đến bốn ông thẻ. Lúc này mình sẽ xuống tham quan cái hai ông thẻ. Tức là ông thẻ thứ 5 Trung ương Huỳnh Đế ở trên núi Cấm. Chú ơi, mình quê ở đâu mà mình tham quan ở đây chú? Đồng Tháp. Chú ở Đồng Tháp. Thật sự cô bác nào có đi ở đây thì mình thấy rất là cẩn thận. Cái con đường là khá là hẹp. Phải ôm mình sát vào cái cây thang này mình mới có thể leo được lên ở phía trên.